còn ếch mất nết. Ngày xưa, ở một vương quốc nọ, có một nàng công chúa vô cùng xinh đẹp và kiều diễm, nhưng nàng lại rất kiêu căng. Đến tuổi cập kê, biết bao nhiêu vương tôn công tử đến cầu hôn, nhưng nàng đều chê bai và từ chối họ. Một ngày nọ, nhà vua cho truyền hết những chàng trai khôi ngô tuấn tú, xuất sắc nhất trong cả vương quốc vào cung để công chúa tuyển chọn. Con gái, nay con đã đến tuổi lấy chồng, ta đã ban chiếu công bố khắp thiên hạ. Những chàng trai khôi ngô tuấn tú xuất sắc nhất đã đến đây, họ đều có nhã ý muốn hỏi con làm vợ. Con hãy tự chọn cho mình một phò mã đi. Nghe vua cha nói vậy, công chúa biểu môi, kiêu kỳ đáp lại. Phò mã ư? Để con xem trong số họ, ai là người xứng đáng. Rồi nàng đổng đảnh đến bên các chàng hoàng tử đang đứng xếp thành một hàng dài. Trong ai nấy đều khôi ngô tuấn tú. Thế nhưng, nàng chỉ lần lượt đi qua các chàng một cách lạnh lùng và không quên ném cái nhìn khinh bỉ vào họ. Thách thế này mà cũng đợi cầu hôn với ta sao? Người gì mà như cây gậy vậy? Xấu quá đi mất. Thấy công chúa chê bai hết người này đến người khác, nhà vua lấy làm khó chịu. Nàng đến bên một vị hoàng tử với dáng vẻ thanh mảnh và cất lời chế giễu. Nếu như mặc váy vào thì trông anh chẳng khác gì phụ nữ cả. Nghe công chúa nói thế, chàng hoàng tử trẻ vô cùng bối rối. Chàng chỉ biết im lặng một cách thẹn thùng. Còn các hoàng tử khác thì ôm bụng cười. Dường như không thể chịu nổi sự đổng đảnh của con gái mình, nhà vua giận dữ đập bàn quát lên. Con thật quá đáng. Nghe tiếng vua cha quát, công chúa bỗng giật mình hốt hoảng. Mọi tiếng cười bỗng im bặt. Cơn thịnh nộ vẫn chưa nguôi, nhà vua chỉ thẳng mặt nàng và tuyên bố. Ta đã cho con cơ hội chọn lựa mà con quá kiêu kỳ. Phải nên ta quyết định, bất cứ ai hễ nhặt được viên ngọc này, ta sẽ gả con cho hắn. Vừa nói, nhà vua vừa móc trong túi ra một viên ngọc sáng lấp lánh, rồi tiến đến khung cửa sổ, ném viên ngọc đó ra bên ngoài. Còn công chúa thì chỉ biết kêu lên thảng thốt. Kìa, phụ hoàng! Những ngày sau đó, tưởng rằng mọi chuyện đã đi vào dĩ vãng, sẽ không còn ai nhớ tới viên ngọc mà nhà vua đã ném đi. Thì bỗng một hôm, khi nhà vua đang ngồi đọc sách trong thư phòng, một cung nữ đến bẩm báo. Tâu hoàng thượng, đã có người nhặt được viên ngọc rồi ạ. Nghe cung nữ nói thế, hoàng thượng mừng lắm, liền ra lệnh. Hả? Vậy sao? Mau truyền người đó vào đây gặp trẫm. Nghe hoàng thượng nói thế, cung nữ có phần ái ngại. Cô ngập ngừng nói. Nhưng đó là một con ếch khổng lồ, tự xưng là hoàng tử ếch, thưa hoàng thượng. Nhà vua vô cùng ngạc nhiên sửng sốt. Hả? Người nói cái gì? Tuy nhiên, vì đã tuyên bố với toàn thiên hạ là sẽ gả công chúa cho bất cứ người nào nhặt được viên ngọc ấy, nên nhà vua đành chấp nhận con ếch là phò mã. Thông tin nhanh chóng được truyền đến tai công chúa. Công chúa biết tin mình phải lấy một con ếch làm chồng thì vô cùng ngỡ ngàng. Hả? Sao cơ? Con sẽ phải lấy một con ếch làm chồng ư? Nàng vội chạy tới cung điện tìm vua cha để trình bày. Vừa nhìn thấy người, nàng khóc lóc, van xin. Phụ hoàng, con xin người, người hãy rút lại mệnh lệnh đi. Con không thể lấy một con ếch làm chồng được. Đáp lại lời thỉnh cầu của công chúa chỉ là cái lắc đầu của nhà vua. Lời vua đã ban ra, không thể rút lại. Con hãy thu xếp đi. Không, phụ hoàng, phụ hoàng. Mặc dù đã hết lời van xin, nhưng nhà vua vẫn không thay đổi ý định. Công chúa lại không muốn lấy ếch, nên khi màn đêm buông xuống, nàng đã quyết định bỏ trốn khỏi hoàng cung. Nàng chạy suốt đêm và đi đến một khu rừng. Vừa chạy, nàng vừa quay lại nhìn sợ hãi. Không, mình thà chết chứ không bao giờ chịu lấy một con ếch làm chồng đâu. Thế rồi, trong lúc mãi miết chạy, nàng vấp phải một hòn đá và đã bị sa chân ngã xuống vực thẳm. Sau một đêm hôn mê, công chúa từ từ tỉnh dậy thì đã thấy mình đang nằm trên một chiếc giường nhỏ. Nàng mơ màng nhìn thấy một con ếch khổng lồ đứng trước mặt và đang lúi húi làm việc gì đó.
Công chúa giật mình hốt hoảng, ngồi bật dậy và kêu lên. Thấy công chúa đã tỉnh, con ếch vội đến bên nàng mừng rỡ. Nàng tỉnh rồi à, đừng sợ, ta không làm hại nàng đâu. Sau vài giây định thần lại, công chúa nhìn ếch run run sợ hãi. Nàng ấp úng, chính người đã cứu ta sao? Con ếch tiến đến gần công chúa, ân cần đáp lời. Nàng bị ngã xuống vực nên vết thương khá nặng. May là lúc đó ta đi ngang qua nên... Tuy được cứu sống, nhưng công chúa lại không lấy làm vui vẻ gì. Nàng nhìn ếch đau khổ. Tại sao lại cứu ta? Sao không để cho ta chết đi? Ếch chỉ khẽ mỉm cười, trìu mến. Bởi vì công chúa còn rất trẻ, công chúa cần phải sống và cần được sống. Nhưng càng nghe ếch nói, công chúa càng đau khổ hơn. Nước mắt nàng cứ thế tuôn trào. Ta không thể, ta là người đau khổ nhất thế gian này. Nhìn công chúa khóc, ếch vội ân cần dỗ dành. Sao công chúa lại nói thế chứ? Nàng hãy kể lại cho tôi nghe xem nào. Đáp lại sự quan tâm của ếch, công chúa chỉ lắc đầu chán nản. Người và ếch khác biệt, người không thể hiểu được đâu. Mặc dù tôi là ếch, nhưng mọi tâm tư của con người tôi đều hiểu rõ và đã trải qua. Nghe ếch nói vậy, công chúa lấy làm ngạc nhiên. Nàng hỏi một cách nghi ngờ. Hả? Thật thế sao? Ếch thở dài rồi hướng mắt nhìn ra xa với gương mặt đầy tâm trạng. Nó bắt đầu tâm sự về cuộc đời mình. Trên thế gian này, tôi là một con ếch bất hạnh nhất. Tôi cũng muốn được yêu và khao khát được yêu, nhưng không thể. Lúc nào tôi cũng phải sống trong nỗi cô đơn, buồn tủi. Nhưng công chúa xem đấy, tôi vẫn phải sống, sống để hy vọng vào những điều tốt đẹp hơn. Công chúa chăm chú lắng nghe từng lời ếch nói. Dường như tâm tư của ếch đã chạm đến trái tim nàng. Nàng nghĩ thầm, không ngờ một con ếch mà cũng sâu sắc đến thế. Có khi nào đó là người nhặt được viên ngọc của phụ hoàng không? Chắc không đâu, không có chuyện trùng hợp như vậy đâu. Thấy công chúa cứ ngẩn người ra không nói năng gì, ếch liền đến bên khẽ lay lay người nàng và hỏi. Công chúa, nàng đang nghĩ gì thế? Nghe tiếng ếch gọi, công chúa bỗng giật mình bối rối. Không có gì đâu. Vậy nên công chúa có tâm sự gì thì đừng ngại nói với tôi. Tôi sẽ chia sẻ cùng công chúa. Tôi thật lòng muốn được làm bạn với công chúa. Công chúa chỉ khẽ mỉm cười vì nàng không thể nói ra tâm tư của mình cho ếch nghe được. Từ hôm đó, công chúa ở lại trong căn nhà của ếch. Ngày ngày, ếch ân cần băng bó vết thương cho nàng, chăm sóc nàng từ bữa cơm đến giấc ngủ. Rảnh rỗi, ếch dìu nàng ra sân tập đi. Không những thế, ếch còn cùng nàng tâm sự đủ mọi chuyện trên đời. Cả hai đã cùng nhau sống những ngày tháng vô cùng vui vẻ và vô lo. Thấm thoát cũng đã vài tháng trôi qua. Chân của công chúa giờ đây đã hoàn toàn bình phục. Nàng cùng ếch ngồi bên một hồ nước trong vắt để trò chuyện. Ếch khẽ nhìn chiếc chân đau của nàng, hỏi han ân cần. Chân của công chúa còn đau không? Công chúa tươi cười đáp lời. Hết đau rồi, giờ ta có thể chạy nhảy đi lại bình thường rồi. Cảm ơn ếch nha. Tôi phải cảm ơn công chúa mới phải. Nhờ có công chúa ở đây làm bạn mà tôi thấy cuộc sống vui hơn, có ý nghĩa hơn rất nhiều. Ếch đúng là một người tốt. Cả hai đang trò chuyện vui vẻ, gương mặt công chúa bỗng trùng xuống vẻ buồn bã. Nhưng có lẽ ta sắp phải đi rồi. Nghe công chúa nói vậy, ếch vô cùng sửng sốt. Nàng định đi đâu? Ta cũng không biết nữa. Chân ta đã bình phục rồi, ta không còn lý do gì để ở đây nữa. Ta không muốn làm phiền đến ngươi. Nàng vẫn có thể ở đây mà, ta không phiền đâu. Cảm ơn ngươi vì tất cả, nhưng ta thật sự phải đi rồi. Biết rằng dẫu có thuyết phục thế nào thì công chúa vẫn quyết định ra đi. Ếch chỉ biết buồn bã nói với nàng. Vậy ta cũng cảm ơn nàng, những ngày qua đã chấp nhận làm bạn với ta. Nàng đi rồi, ta sẽ buồn lắm. Không có ta ở bên, hãy chăm sóc bản thân thật tốt. Cuộc sống sau này của nàng chắc chắn sẽ gặp rất nhiều trở ngại. Bất cứ lúc nào muốn quay về, ta cũng sẵn sàng chờ đón nàng hết. Nghe ếch nói, công chúa không kìm được lòng mình. Nàng thật sự xúc động, nước mắt nàng bắt đầu tuôn rơi.
Ta biết đã đến lúc ta phải trả giá vì thói kiêu căng của mình. Cảm ơn ngươi một lần nữa. Công chúa vừa trao cho ếch một nụ hôn thì bất chợt một luồng sáng lóe lên bao quanh người ếch. Ếch bỗng biến thành một chàng hoàng tử khôi ngô tuấn tú. Nhìn chàng trai khôi ngô tuấn tú đang đứng trước mặt mình thay vì con ếch xấu xí kia, công chúa vô cùng ngạc nhiên sửng sốt. Nàng kêu lên: Chuyện gì thế này? Chàng trai sung sướng mừng rỡ: Cảm ơn nàng đã giúp ta hóa giải lời nguyền. Ta vốn là một hoàng tử bị mụ phù thủy phù phép. Chỉ có nụ hôn chân thành của người con gái ta yêu mới giúp ta trở về nguyên dạng. Cảm ơn nàng nhiều lắm. Nghe hoàng tử nói vậy, công chúa ngỡ ngàng, ngạc nhiên, không tin nổi vào tai mình. Nàng hỏi lại chàng: Thật như vậy sao? Ngay lập tức, hoàng tử lấy viên ngọc trong người chìa ra trước mặt công chúa tươi cười. Giờ thì ta có thể danh chính ngôn thuận cầu hôn nàng rồi. Nàng đồng ý lấy ta chứ? Nhìn thấy viên ngọc, công chúa liền nhận ra đó chính là của vua cha nàng. Hoàng tử đưa nàng đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Viên ngọc! Thì ra là chàng chính là hoàng tử ếch đã nhặt được viên ngọc của phụ hoàng ta. Em đồng ý. Giờ thì em không còn lý do gì để từ chối chàng nữa rồi. Ta yêu nàng. Rồi công chúa ngẹn ngào tựa đầu vào ngực hoàng tử. Cả hai ôm chầm lấy nhau trong niềm hạnh phúc trào dâng. Sau đó nàng cùng hoàng tử về bẩm báo với vua cha. Hôn lễ được cử hành long trọng dưới sự chứng kiến của toàn thể bá quan văn võ. Từ đó công chúa và hoàng tử sống bên nhau hạnh phúc đến trọn đời. Cái vò và ba con khỉ. Ngày xưa có hai người bạn thân, một người tên là Dê Ré, một người tên là Côn Ca. Hai người thường xuyên giúp đỡ nhau trong việc đồng áng. Ngày mai tôi phải đi vắng vài hôm. Tôi có một vò tiền đã dành dụm được từ lâu nay. Tôi sợ để nó ở nhà thì trộm sẽ khuân đi mất. Anh có thể giữ tiền hộ tôi được không? Tôi rất sẵn lòng. Anh cứ mang qua nhà tôi trông hộ cho. Thật may mắn khi có anh. Cảm ơn anh nhiều lắm nha. Nhờ anh nhé. Anh cứ yên tâm, tôi sẽ cất nó cẩn thận. Tôi đi đây. Ôi chào, không ngờ Dê Ché để dành được nhiều tiền thế này. Chả bù cho nhà mình. Nuôi ba đứa con nên chả để được đồng nào. Nhiều tiền thế này, mình có thể làm được rất nhiều việc. Dù sao thì Dê Ché cũng không cần tiền bằng mình. Mình còn phải nuôi ba đứa trẻ cơ mà. Hay là mình cứ giấu những đồng tiền này đi nhỉ? Đã xảy ra một chuyện vô cùng kinh khủng khi anh đi vắng. Lúc anh vừa đi thì ngay ngày hôm sau, vò tiền vàng của anh đã biến thành vò cát rồi. Không thể như thế được. Đúng là một chuyện lạ lùng. Tôi chưa bao giờ nghe có chuyện như vậy. Ồ, tại sao lại không chứ? Anh nhìn này, tiền đã biến thành cát rồi đấy. Tại sao lại có chuyện vô lý như vậy được? Vàng mà biến thành cát ư? Tôi thật sự không biết chuyện gì đã xảy ra. Tôi rất tiếc, nhưng đó là sự thật. Chắc chắn là Quân Ca đã tráo đổi vàng của mình thành cát rồi. Nhưng mình không bắt được tận tay. Tuy vậy, Quân Ca và Dê Ché vẫn là những người bạn. Họ vẫn giúp đỡ nhau việc đồng áng, cùng ăn cơm, uống trà với nhau. Tuần sau mình có việc phải vắng nhà, nhưng ba đứa con mình không thể ở nhà mà không có người trông nom. Mình phải tìm người để gửi gắm thôi. À đúng rồi, mình có thể nhờ Dê Ché trông hộ mấy đứa trẻ mà. Tôi có việc phải đi vắng. Bọn trẻ không thể ở nhà mà không có ai trông được. Anh có thể trông chúng vài hôm hộ tôi được không? Ồ, được chứ. Anh có thể để chúng ở nhà tôi. Tôi sẽ chăm sóc chúng chu đáo. Hãy yên tâm. Vậy thì tốt quá. Cảm ơn anh rất nhiều. Tôi phải đi đây. Sonam, Padma, Blamo, các con phải nghe lời chú nhé. Cha đi vài hôm rồi sẽ về. Dạ. Nào các cháu, chú sẽ đưa các cháu ra chợ mua ít đồ ăn mà các cháu thích ăn nhé.
Dạ vâng, chú Gia Chế. Bán khỉ trong nhà đây, những con khỉ thông minh giúp việc gia đình đây. Từ giờ, ta sẽ gọi chúng là Sonam, Padma và Plamo nhé. Sonam, đi mở cửa nào. Padma, hãy quét nhà đi. Plamo, ta sẽ dạy ngươi pha trà. Chúng cháu chào chú ạ. À, ta mang cơm cho các cháu đây. Mấy đứa ngoan ngoãn ở đây, đừng làm ồn nhé. Dạ. Wow, toàn món ngon. Cảm ơn chú Xe Chế. Ở ngôi nhà này rất thú vị chú ơi. Ừ, chú sẽ luôn qua thăm các cháu. Các con ơi, cha về rồi đây. Quân ca, đã xảy ra một chuyện vô cùng kinh khủng và đáng sợ khi anh đi vắng. Các con anh đã biến thành khỉ hết rồi. Chúng nó ở kia kìa. Không, không thể nào. Là sự thật đấy. Tự anh sẽ thấy rõ. Anh thử gọi tên và sai bảo chúng đi. Sonam, con ở đâu? Đi đóng cửa. Padma, đi quét nhà. Thằng ơi, đúng vậy rồi. Lamo đâu? Pha trà cho ta. Quá kinh khủng. Tôi không thể nào ngờ được bọn trẻ lại biến thành khỉ. Chuyện đó cũng có thể xảy ra giống như tiền vàng biến thành cát vậy. Trời ơi, không lẽ ông trời đang trừng phạt tôi? Gia Chế, tôi xin lỗi. Thật ra tiền của anh không biến thành cát. Là tôi đã tráo đổi chúng và giấu chúng đi. Ồ, vậy sao? Vậy tôi cũng tiết lộ cho anh biết, các con của anh cũng không bị biến thành khỉ đâu. Là tôi đã tráo đổi và giấu chúng đi rồi. Ồ, thật sao? Thật tốt quá. Anh mau đưa các con tôi về đây. Tôi sẽ trả lại tiền cho anh. Cha ơi, cha đã về rồi đấy ư? Ôi, các con tôi, ba đã về đây. Các con còn béo tốt hơn so với lúc ba ở nhà nữa đấy. Lát nữa tôi sẽ mang số tiền qua trả lại cho anh. Mong anh tha thứ cho sự tham lam, ích kỷ, vàng đã làm mờ mắt tôi. Tôi sẽ tha thứ cho anh. Hy vọng chúng ta vẫn là bạn tốt. Được chứ. Cảm ơn bạn Gia Chế đã dạy tôi một bài học ngày hôm nay. Sự tích mưa sao băng. Ở một vương quốc nọ, nàng hát có sắc đẹp tuyệt trần. Bất kể chàng trai nào nhìn thấy nàng cũng đem lòng yêu mến và ngưỡng mộ. Nhưng chỉ có chàng Kimi mới là tình yêu đích thực của nàng. Cô ta là ai mà dám xinh đẹp hơn cả nữ thần sắc đẹp như ta chứ? Cô ta phải bị trừng trị. Nàng sao thế này? Nàng tỉnh lại đi. Hết tình yêu của ta, xin nàng hãy tỉnh lại. Nàng ơi, ta phải làm thế nào để cứu nàng đây? Trời ơi, giả như ta có thể đổi lấy mạng sống này để cho nàng tỉnh dậy, ta cũng cam lòng. Chàng trai, đừng sợ, ta là thần tình yêu đây. Tình yêu con dành cho hát đã khiến ta cảm động. Người là thần tình yêu, xin người hãy chỉ cho con cách cứu nàng. Nhưng cách của ta có thể khiến con phải chết. Con có đồng ý không? Con đồng ý. Dù con có phải hy sinh cả mạng sống của mình, con cũng phải cứu nàng. Vậy thì được. Ở dãy ngân hà xa xôi kia có một chùm sao gồm 7 ngôi sao băng. Con hãy đến đó và hái cho được ngôi sao băng sáng nhất. Sau đó vào ngày cuối tháng 7, con hãy ném ngôi sao ấy xuống trái đất. Người con yêu sẽ tỉnh dậy. Nhưng sau đó con phải biến thành ngôi sao để thế chỗ cho ngôi sao băng đó. Vâng, nhất định con sẽ cứu được nàng. Thank you.
cuối cùng ta cũng đến được dải ngân hà. Vậy là ta có thể cứu được nàng hết rồi. Hôm nay đã là 29 tháng 7 rồi. Hết đã đợi ta rất lâu rồi. Ta cũng đã kiệt sức, ta không thể đợi chờ thêm được nữa. Nàng hát đã không thể tỉnh lại vì sự nóng vội của ghi mi. Nhưng mỗi lần nhìn thấy một ngôi sao lao xuống và vụt sáng, người ta lại nhớ tới câu chuyện tình yêu bất diệt của hai người, và ngôi sao đó được gọi là sao băng. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!